tin đầu tiên được nhiều trang báo đăng tải hôm nay liên quan đến một nam sinh viên ở Hà Nội tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 2 tháng khỏi bệnh. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 7 tháng 11, nam sinh viên này bị sốt 39 độ và sau khi tiến hành xét nghiệm ngày 15 tháng 11 thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Báo Thanh Niên đưa tin, ngay sau khi có kết quả dương tính với COVID-19, nam sinh viên ở Hà Nội đã được đưa trở lại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để tiếp tục theo dõi sức khỏe và làm tiếp các xét nghiệm theo quy định. Kết quả xét nghiệm mới nhất ngày hôm qua, 16 tháng 11, xác định bệnh nhân có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca tái dương tính với SARS-CoV-2, trong đó cũng có trường hợp sau khi điều trị khỏi cho kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng khi xét nghiệm lại thì cho kết quả âm tính. Tên bão Linfa cũng là cơn bão số 6 ở Việt Nam do Macau, Trung Quốc đề cử, đã từng được sử dụng để đặt tên cho các cơn bão hình thành vào các năm 2003, 2009 và 2015. Bão Linfa được hình thành ở giữa Biển Đông từ ngày 9 tháng 10. Và đã đổ bộ vào khu vực miền Trung của Việt Nam vào khoảng 10 giờ ngày 11 tháng 10. Cơn bão này đã làm 148 người chết và mất tích, 1.009 ngôi nhà bị sập, 121.694 ngôi nhà bị ngập lụt, gây thiệt hại lớn về người và của cho khu vực miền Trung. Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, để chia sẻ với những mất mát và thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân vùng bão lũ trong thiên tai do bão Linfa gây ra, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam đề nghị Ủy ban Bão Quốc tế xem xét loại bỏ tên bão Linfa trong danh sách tên bão sử dụng đặt tên cho các cơn bão hình thành tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và vùng biển Đông Nam Á. Đây là lần thứ 3 Việt Nam tiến hành đề xuất loại bỏ tên bão nhằm chia sẻ những mất mát với thân nhân và các gia đình nạn nhân bị thiệt mạng và còn mất tích do hậu quả nghiêm trọng do cơn bão gây nên. Liên quan đến vụ sạt lở tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam ngày 11 tháng 11, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, hôm qua 16 tháng 11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của người đàn ông bị vùi lấp. Có mặt tại hiện trường, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, vị trí tìm thấy thi thể người đàn ông tại khu hạ lưu miệng cống, mương thoát nước qua đường dưới hiện trường vụ sạt lở. Lực lượng chức năng đã thực hiện các thủ tục pháp y, pháp lý và bàn giao cho gia đình đưa nạn nhân về quê lo hậu sự. Thưa quý vị, tổng hợp từ 56 trên 63 địa phương có báo cáo số liệu, trong quý 3 có hơn 36.800 giao dịch bất động sản thành công. Về biến động chỉ số giá nhà ở và một số loại đất bất động sản tại một số đô thị lớn, Bộ Xây dựng cho biết đối với bất động sản nhà ở, qua thống kê cho thấy chưa có xu hướng giảm giá. Đây là thông tin trong bài viết giao dịch bất động sản tăng mạnh, giá bán căn hộ lại leo cao của báo Dân Trí. Ghi nhận về thị trường bất động sản, báo Dân Trí cho biết giá bán căn hộ chung cư trên cả nước đối với phân khúc trung cấp từ 20 đến 35 triệu đồng một mét vuông, phân khúc cao cấp từ 35 triệu đồng một mét vuông trở lên. Theo nhận định của Bộ Xây dựng, sản phẩm phân khúc trung và cao cấp tiêu thụ rất chậm, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Kể từ khi khủng hoảng do dịch bệnh Covid-19 đến nay, có nhiều dự án không bán được hàng hoặc lượng bán không đáng kể.